Dalot cộng 7 ổn quá, So cộng 7 cũng ổn này. Schweinsteiger đá vị trí này khá hợp lý. Van der Beek được. Không phải là quá hay nhưng mà Van der Beek mùa up chỉ số khá xạo và đá rất tốt. Có thể thay bằng Paul Pogba mùa E21. Karim Benzema. Với hy vọng là Benzema tăng chỉ số thì Benzema cũng sẽ là một hàng rất ổn. CR7 ngon rồi, Memphis Depay có thể đến thay. Chân 3, chân 5 mà chỉ được mỗi cái tốc độ nhé. Còn Pogba lên đây còn hay hơn. Để Pogba lên đây còn hay hơn. Pogba nó to. Nếu Nani dốc cánh tạt phát sang, Pogba đánh đầu vào nó ngon hơn nhiều. Để Depay chỉ được mỗi cái tốc độ, chả lòe được ai mấy. Dùng con Pogba nếu mà còn mua được Pogba back to back này, Pogba EBS này, đấy cộng 5 nhét vào đây hơn đứt con Depay. Benzema thì đẹp quá rồi, Benzema để đây quá đẹp, không có gì phản nào. Rooney thì nếu mà kiếm được con cộng cao thì cũng để backup thế thôi. Sơ đồ này là sơ đồ mình để từ khá lâu à. Nếu như mà bạn ấy để như này khá lâu à, bây giờ nên thay đổi chút. 70-50 cũng được, 70-50 này, 50-70-35, 40-40-40. Đấy là thông số mà mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn. Update con thủ môn lên chút.